À. Ok, theo như đã hẹn thì hôm nay mình có một cái buổi livestream để nói một chút xíu về cái vùng an toàn. Thực ra trong cuộc sống của mình á, thì mình làm bất cứ cái ngành nghề nào cũng vậy ha, mình cũng cần có cái những cái đột phá, nhưng mà có rất là nhiều người thì họ cảm thấy là ok, tôi ở trong cái vùng này tôi cảm thấy rất là an toàn rồi, cái việc bước ra khỏi cái vùng đó thì với họ thì nó có một chút khó khăn. Thì trong quá trình làm cái business này á, thì mình cũng nhận ra là thực sự cái số lượng người như vậy rất là nhiều, và khi mà mình nói với các bạn thì mình thấy là ok, các bạn cảm thấy là tôi muốn làm rất là nhiều thứ, nhưng mà tại sao tôi cảm thấy ngại khi phải bước ra khỏi cái vùng đó, tại vì ở trong cái vùng đó tôi thấy thoải mái nhất, tôi cảm thấy là không ai đụng với tôi cũng không đụng với ai, tôi cảm thấy rất là ok. Nhưng mà thật sự mà nói thì bên ngoài vùng an toàn nó có rất là nhiều cái điều thú vị. Thì hôm nay mình có mời tới đây ba bạn là Lan Anh, Trâm và Khánh Vân, là những cái người đã đi trước và có những cái thành công trong cái business này, để họ có thể nói được là bằng cách nào để họ có thể vượt qua được cái vùng an toàn đó, để họ có thể làm cái business này một cách thành công như bây giờ. Mình trước mắt á, là mình có một cái câu hỏi đầu tiên, đó là trước khi quyết định làm cái business này á, thì an toàn của bạn là gì? Thì với câu hỏi này mình xin phép cho mình hỏi Lan Anh trước, Lan Anh có thể trả lời được không ạ? Trước cái business này, vùng an toàn của em là Việt Nam này. Là chỉ là một cái cô bé rất là bé nhỏ ở Việt Nam, và cái hồi đó thì business của em là một cái trung tâm tiếng Anh nho nhỏ, là cái lớp học thêm thôi của hai vợ chồng. Và chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ vào được một cái môi trường mà toàn cầu để nói tiếng Anh thường xuyên. Và cái việc mình làm cô giáo tiếng Anh mà để join vào một cái toàn cầu và lúc nào mình cũng phải go live bằng tiếng Anh, nhưng cũng là một cái rất là cái stressful đối với em. Bởi vì trời ơi, người ta sẽ nhìn thấy mình và người ta sẽ nói là ui nói sai này, ngữ pháp sai này kia kia, thế mà cũng đòi là cô giáo. Nói chung là rất là áp lực luôn ý chị. Thì mình không muốn ra, mình muốn ở trong cái vùng cũ của mình để không có ai bị đánh giá, mình sẽ không bị đánh giá nữa. Thì đấy là một cái challenge rất là lớn đấy ạ. Và hai là còn Trâm thì sao, Trâm ha? Dạ, thì theo như mọi người được biết đó là em làm trong một cái phòng thí nghiệm, thì em rất là may mắn được làm trong một cái phòng thí nghiệm mà rất là ít scientist ở trong đó, thì em làm ban đêm nữa. Đó là một cái vùng an toàn, vô cùng an toàn đối với em, bởi vì em không có phải đụng chạm với rất là nhiều người. Và hàng ngày em vào làm thì em chỉ là focus vô cái việc của mình và sau đó đi về thôi. Đó là và em làm ban đêm nữa, cho nên là em gặp rất là ít người và em giao tiếp rất là ít. Thì đó là một cái vùng an toàn đối với em, là an toàn tuyệt đối luôn á. Dạ. Chọn để phải đi ra khỏi đó ha. Vậy còn Vân thì sao ha, Vân ha? Dạ. Vâng, đối với em thì cái vùng an toàn của em đấy chính là cái công việc em làm ngân hàng từ lúc em ra trường đến giờ luôn, đã 16 năm rồi mà em vẫn cứ chỉ làm banker thôi á. Thì có chuyển vị trí này vị trí kia nhưng mà nó vẫn xoay quanh những cái nghiệp vụ mà em đã từng được học ở trường đại học ấy. Đó, thành ra là em chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ làm cái gì khác cả. Nếu như có chuyển đâu đó thì lại 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 là vẫn là những cái công việc mà nó liên quan đến ngành ngân hàng thôi ý. Thì em cảm thấy rất là thoải mái, tự tin, an toàn và không có phải lo lắng gì hết đó. Thì đó chính là cái vùng cái công việc mà em đang làm bây giờ ạ. Vậy thì có ba bạn khi mà có thể cho mình biết cái cảm xúc đầu tiên nhất luôn á, khi mà nhận ra rằng là wow, cuối cùng mình cũng đã chịu bước ra khỏi cái vùng an toàn này, thì với Lan Anh thì cảm xúc đầu tiên đó là gì? Lúc mà em nhớ là cái câu like đầu tiên em cũng không biết là em nói cái gì luôn á, em ấn cái câu like đấy xong em bảo ôi thế chết rồi, xong là em lại tắt đi, em lại tắt đi. Bởi vì trông mặt không được rồi, rồi là trông nó buồn cười quá, thế là em lại tắt đi. Xong em bảo không được, nếu như mà mình cứ tiếp tục như thế này thì mình cũng sẽ không bao giờ promote được cái business của mình cũng không có dám chia sẻ cái gì cả. Thế là em lại mở máy ra cái mà cái câu like em delete rồi, em lại câu like lại. Xong lần này em câu like lại thì
em nói chóng vánh được có mà hai tôi ở đây và hôm nay bọn tôi có một cái workshop này. Thế làm xong rồi thì em thấy bình thường, nó cũng đơn giản thôi, và cứ như thế. Bây giờ thì em lại trở thành một cái trainer đi chia sẻ ở trong cái hệ thống của mình. Thực sự là em không bao giờ, nếu mà chị nói là 3 năm trước đây mà để mà có được cái kinh nghiệm như bây giờ ấy, thì và mà mình nghĩ rằng là mình sẽ trở thành một trainer của hệ thống ấy, thì chắc là em không nghĩ đến thật sự luôn. Hay ha, giống như tự nhiên cuối cùng mình thấy là hóa ra nó cũng dễ chứ đâu không đến nỗi như mình tưởng, phải không? Đúng ạ, vâng. Cầm chân thì sao ha, cảm xúc đầu của em lúc đó như thế nào? Dạ thì với em còn nhớ hoài là hình như là em rất là sợ đó chị, tại vì em rất là sợ bị người khác đánh giá mình đó. Thì khi mà em run cái ad đầu tiên thì có một số cái comment tiêu cực á, thì nó làm cho em là ồ bây giờ mình đã đi ra khỏi cái vùng an toàn rồi, mình cảm thấy không có an toàn chút nào hết. nhưng mà em ngồi xuống em trấn an bản thân mình, em biết là ok, nếu như mà mình muốn phát triển bản thân, mình muốn đi xa hơn với những cái gì mà mình đang có được thì mình phải bước ra thôi. Và lúc nào cũng vậy, khi mà mình bước ra một cái vùng an toàn thì nó sẽ rất là uncomfortable, nhưng mà bản lĩnh của mình nằm ở đó là mình có vượt qua được hay không, đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên là em đã vượt qua được và em cảm ơn bản thân mình vì mình đã mạnh mẽ vượt qua được cái thời điểm lúc đó. Thì có wow, nói wow lên hay là cảm thấy oh, I'm proud of myself something. Dạ, là em rất là cảm ơn mai sau 7 tháng trước đó chị. Dạ. Cảm ơn thì vâng, thực ra là cái cảm xúc của em cũng cũng giống như là chị Anh với Trâm ấy chị ạ. Cái lúc em nhớ cái hôm đấy là sinh nhật em, tức là 2 tháng em ngồi học training sai thì có ai biết em làm gì đâu, thì cũng chẳng sao cả. Thế nhưng mà hôm đấy sinh nhật em, thế là em viết một cái bài dài lắm, em viết về business, xong em gửi chị Anh, em hỏi là chị Anh ơi chị xem cho em với. Xong rồi chị Anh bận lắm, chị Anh bảo em phải tự tin lên, em cứ tự tin lên và em cứ tự gọi là handle ấy. Thế là lúc đấy em bảo ừ mình sợ gì nhở, lúc đấy mình mặc dù là rất là tim đập chân run lắm rồi ấy, nhưng mà mình khi mà mình come out nó ra một cái gì đấy thì mình rất sợ là người ta phán xét là không biết là con này nó làm cái gì nhở, rồi là sợ nó nọ đến kia. Xong mình ở chứ hôm nay nhật mình ấy chắc người ta không nói gì xấu đâu, chắc người ta cùng lắm cũng chỉ con đen hay thôi, Tử hay đó. ném đá mình đâu, thôi mình chẳng ngày hôm nay mình sẽ come out ra trên business page thôi ạ. Thế thế là em nhìn đi nhìn lại một lượt nữa, xong rồi em mới post ra và em tắt máy em đi nằm. Xong rồi em bảo là thôi để xem mọi người nói gì nào. Thế xong rồi đến lúc ấy thực ra ấy mình cứ nghĩ là mọi người nhá, để ý đến mình, để ý rồi là nói kia phán xét, nhưng mà không phải như thế đâu. Người cứ nghĩ rằng người ta không có nhiều thời gian để quan tâm đến những cái post của người khác đâu, có khi chỉ đọc lướt hoặc là có khi không đọc luôn ấy. Thành ra có những ai rất là quan tâm ấy, mà kiểu có nhu cầu ấy, thì có một hai người bạn em nhắn với em là inbox tới nhé hay gì gì đó ấy. Thế là em thở phào một cái đến buổi chiều á, lúc mà em ngủ dậy đầu tiên là em với cái điện thoại để em xem là ai nói gì, thì bạn em chỉ nhắn thế thôi, ở inbox tới nhé. Thế là em thở phào một cái mà ồ, thế là mọi người đã biết mình làm rồi đấy, thế là mình đã hết sợ rồi ý. Thế là từ đấy về sau thì em post những cái gì đó về business em cảm thấy rất là tự tin ý, rất là thoải mái. Vâng ạ. Cả ba bạn đều cảm thấy rất là thoải mái khi bước ra khỏi vùng an toàn như vậy, thì câu hỏi đặt ra là thực sự nó vùng an toàn nó có thực sự an toàn hay không, nếu có thì ai thì sao, và không thì sao. Có thể Trâm có thể trả lời câu hỏi này trước được không? Dạ, bởi vì em hoàn toàn hiểu cái câu hỏi này thấm với em rất là nhiều luôn á chị. Là chị biết không, là năm rồi vào khoảng tháng 5 em còn nhớ là em đi family vacation ở Florida về, thì boss có gửi một cái tin nhắn là emergency meeting, là tất cả các nhân viên của phòng lab phải tập hợp lại để có một cái meeting. Mình cũng rất là lo là không biết tại sao mà chưa bao giờ mà có một cái emergency meeting như vậy. Thì chị biết không, khi mà em ngồi trong cái meeting đó em mới cảm giác là wow, đúng là cái vùng an toàn của mình chưa bao giờ là an toàn như mình nghĩ. Bởi vì á, lúc đó là cũng chưa có biết là ai sẽ bị lay off với chị, thì em là cũng có rất là ít seniority tại vì em mới đi làm khoảng 3 năm thôi.
Thì lúc đó em mới ngồi đó và em suy nghĩ là vào cái vùng an toàn này á, chỉ cần một cái quyết định ở trên thôi, người ta lay off mình thôi là nó sẽ hoàn toàn là làm cho mình rất là chới với, bởi vì đó là một cái công việc duy nhất của mình và gia đình của mình dựa vào cái đồng lương này. Mà nếu như mà mình bị mất việc, thật ra thì em vẫn có thể đi kiếm việc khác, nhưng mà trong một thời gian ngắn rất là khó để kiếm vào một cái công việc mà mình muốn và cái đồng đang hiện có, đúng không? Thì đó, cái thời điểm đó hit em rất là hard, là em cảm giác là đúng là cái vùng an toàn của mình không phải là một cái vùng an toàn tuyệt đối như mình thường nghĩ. Nó thực sự là như vậy ha. Còn Lan Anh thì sao ha? Với em thì cái việc mà khi mà vào cái business này thì cái việc mà ra khỏi vùng an toàn nó lại không phải là một cái ảnh hưởng đến em lớn, mà cái cú mốc mà em phải vượt qua vùng an toàn thì nó lại xảy ra từ khi em làm cái business đầu tiên. Đấy là khi em mới ra trường thì em bắt đầu phải làm sale và em sợ chết khiếp phải làm sale. Hồi đấy thì khi mà mình có một cái doanh nghiệp và mình bắt đầu mình tự xoay sở với cái doanh nghiệp đấy, và để có khách hàng thì em phải đi đến các cái trường đại học để em bắt đầu là present là tại sao nên chọn chúng tôi. Thì em vẫn còn nhớ là sáng đấy em dậy rất là sớm và em đã chuẩn bị so excited rồi để đi đến các trường, mà cứ họ cứ ra giờ ra chơi thì em sẽ vào bên trong và em nói là hãy điền đơn đăng ký để học thử lớp, học thử với chúng tôi á. Thì em đã đi đến đấy rồi và em đếm là bây giờ thầy chuẩn bị ra rồi, mình sẽ 1 2 3 là mình sẽ vào và mình sẽ trình bày. Và lúc đó thì em mới nói là thầy ra rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ đây là cái ca thứ nhất, mọi người vẫn còn bận lắm, mọi người vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, thế thôi mình cứ đợi đến cái tiết thứ hai mà thầy thầy vào. Thì em kiểu thở mạnh và em không có dám bước vào, bởi vì thật ra họ cũng chỉ là những sinh viên thôi, mà mình lại là những cái người tốt nghiệp rồi, mà mình lại tốt nghiệp đại học ngoại thương, có nghĩa là những cái trường mà rất là tốt ý, thì chả có lý do gì mà để khiến em sợ cả. Nhưng lúc đấy một cái nỗi sợ hãi nó cứ dâng lên, thế xong rồi em không bước vào nữa, em đợi đến cái tiết thứ hai. Cái tiết giao tiếp thứ hai thì em lại lấy cái lý do là trời ơi thầy vẫn có đang ở trong đó chấm bài cho mọi người, mà mọi người đặt câu hỏi mình không 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 làm như thế được, như thế là mình không tôn trọng thầy. Thế xong rồi đến lúc gần hết tiết thầy bước ra rồi làm gì còn thời gian nữa đâu, lại trống vào, lại đến cái tiết thứ ba. Xong rồi em lại lúc đấy em lại lấy một cái cớ là bây giờ họ lại có một cái meeting của lớp họ, mình cũng không vào nữa, mình cũng không chen chân, mình cũng không xin phút nào nữa. Thế là hôm đấy em đi về. Và hôm đấy em đi về và chồng em đứng ở nhà đợi và thế nào, cái buổi thuyết trình của em thế nào. Thế xong rồi em kiểu lúc ấy cứ tự nhiên xong lòng nói chứ ôi hôm nay em thất bại rồi. Kiểu em không vào một lớp nào cả. Thế là nhà em mới cầm tay em xong rồi đưa vào trong bathroom ấy, nói là em hãy nhìn vào trong gương đi, you are really smart, you really bright and you got big smile, everybody loves you, you can do it. Thế lúc đấy xong rồi từ cái hôm sau ấy, thế là khi mà em lần thứ hai, buổi sáng thứ hai em lại lại đi đến cái trường đấy tiếp, thế là em vào thì xong rồi em mới nhận ra một điều là wow, mọi người tán thưởng ấy, cái cách trình bày của mình rồi, xong rồi mình nhận được cái sự phản ứng của mọi người ấy. Thế là từ cái lúc đấy khi mà mình một cái overcome được ấy, được một cái thử thách đấy ấy, thì về sau này em thấy là mọi thứ nó cũng bình thường thôi. Quan trọng nhất là cái niềm tin của mình, và cái niềm tin đấy nó cứ build dần và thực sự nó không như là mình nghĩ, nó chỉ là những cái talk, little talk ở trong trong đầu mình thôi. Thì đấy là cái bước ngoặt đầu tiên để khiến em cứ ra khỏi vùng an toàn, cứ ra khỏi vùng an toàn. Vì khi mà em luôn luôn bị đẩy vào một cái tình thế là mình phải action thì mới có khách hàng. Đấy, thế nên là nếu như mà bảo là cứ nằm ở trong vùng an toàn ngồi đấy mà chờ khách hàng đến thì em nghĩ là trung tâm em không bao giờ phát triển và business của em cũng không bao giờ phát triển cả. Thế nên là mà nó không ra kết quả thì làm sao mà gọi là an toàn được chị. Đó. Thì đấy là kinh nghiệm làm business của em ạ. Đôi khi mình nghĩ là nó an toàn nhưng chưa chắc an toàn. Còn thì Vân, quan điểm của Vân về vấn đề này thì như thế nào ha? Em cũng đồng quan điểm đấy ạ. Thực ra em làm trong lĩnh vực ngân hàng nó cũng lâu quá rồi ý. Thì em cũng cứ nghĩ là nó ổn định ý. Nhưng mà năm ngoái thôi thì
nói chung là ngân hàng hay doanh nghiệp cũng thế thôi, cũng ảnh hưởng rất nặng nề bởi những cái chính sách dịch bệnh ấy chị. Cắt giảm nhiều lắm chị ạ. Mỗi lần mà thấy hóng được tin là mình sắp cắt giảm 5 hay 10% gì đấy là thôi, cô tim đập chân run, mà em nghĩ là sao mình lại bị động như thế được ý. Tại sao bây giờ tất cả nguồn thu của gia đình thuộc vào một cái nguồn đấy, tất cả nguồn chi được thuộc vào một nguồn thu thôi ý, mà mình cứ lo lắng sợ sệt như thế này, mình không yên tâm, không tự tin một tí nào cả. Nên em nghĩ là cái vùng an toàn nó chỉ xảy ra đối với người, một là an phận, thứ hai là cả đời không bao giờ có cái biến cố gì cả. Mà làm gì có cái chuyện không có biến cố gì xảy ra, đúng không ạ? Nó có thể xảy ra bất kỳ với ai và bất kỳ lúc nào, cho nên là không có cái vùng nào mình gọi là vùng an toàn cả. Còn cái vùng mà mình cho là an toàn đấy, thực ra nó cũng không có an toàn đâu. Và nếu như mà mình cứ chủ quan ấy và không tìm ra những cái phương án backup để mà khi mà quốc gia mình hoàn toàn có thể là chủ động để mang cái cuộc sống công việc của mình ý, thì sẽ rất là nguy do với tất cả mọi người luôn luôn đó. Thì em cũng không có cái vùng nào gọi là vùng an toàn ở đây đâu ạ. Vâng. Đúng là quan điểm cũng hiện đại và rất là strong đó, kiểu là những người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Thì chị nghĩ là đúng là bộ an toàn thì nó cũng hay đó, có nghĩa là mọi người có thể cảm thấy là ok, tôi thấy như vậy là ổn, nó đủ với tôi rồi, tôi cũng happy với nó rồi. Nhưng trên thực tế là bên ngoài vùng an toàn thì cũng có rất là nhiều cái thứ thú vị để mình khám phá. Mà đúng là trong cái business, cái digital marketing business này á, nó rất là cần cái chuyện mà mình phải vượt ra khỏi vùng an toàn. Thực tế thì có rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau cũng cần cái điều đó để tạo nên cái sự đột phá. Tại vì khi bạn ở trong vùng an toàn, bạn không có thể đột phá. Có thể đột phá về trong công việc, nhưng cũng có thể đột phá về bản thân, làm cho gia đình mình tốt hơn, bla bla. Nhưng mà đặc biệt trong cái digital marketing business này đó, thì thấy là cái việc đó nó cấp thiết hơn. Có nghĩa là nếu mà mình không chịu làm thì là mình cứ đứng ngoài vậy nè. Tại vì biết sao, vì mình làm một mình á, ví dụ mình đi làm mà có đủ các người, các bang bệ hết, ví dụ ngày xưa chị làm việc tại bang bệ nhân viên nhiều, nhưng mà có thể mình không làm thì có thể có một số người khác làm, nhưng mà khi mình đã làm chủ á, mình làm chính mình á, buộc lòng mình phải làm cái điều là tôi phải bước ra khỏi cái vùng an toàn này. Thì như vậy thì theo cái câu hỏi cuối cùng mà mình dành cho các bạn hôm nay đó là vì sao, cái nguyên nhân chính vì sao mình phải bước ra khỏi cái vùng an toàn khi mình làm digital marketing. Với Lan Anh là cái người đã rất là thành công trong cái business này, thì em thấy như thế nào? Cái business này rất là hay, nó là attraction marketing chị ạ. Business của mình chỉ có thể grow được khi mà cái mình có được cái sự phát triển là personal growth, sự phát triển cá nhân. Để mình bởi vì là khi mà business nó chính là mình chính là business, thì nó phụ thuộc vào cái sự phát triển bản thân của mình rất là nhiều. Và nếu như mà comfort zone là kẻ thù lớn nhất của sự phát triển cá nhân, vậy thì nếu mình không bước ra khỏi vùng an toàn, mình không thử những cái mới, mình không làm những cái mới, giống như giả thử ngày đấy mà em không có luyện tập với cái việc ở Go Live để chia sẻ, thì chưa chắc em đã kết nối được với cả các bạn Nam Châu. Mà bây giờ thật sự là amazing, bởi vì là nếu như mà một cái cô bé rất là bé ở một cái thành phố rất là nhỏ, không biết lái xe ô tô như em mà lại không come out để làm cái business này để thật sự nó thành công, thì bây giờ em đã không kết nối được với chị này, với Trâm này, với Vân này, đó, để ở trong cái buổi ngày hôm nay đấy. Thế nên là để có thể tạo được một cái doanh nghiệp rất là thành công ấy, thực sự là mình cần phải 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 làm gì đó khác đi, và làm gì đó khác đi ở trong business này thì nó đã có cái lộ trình hết rồi để cho mình phát triển bản thân rồi. Thì đấy là cũng là một cái mà em rất là thích ở trong cái business này. Ok. Còn Vân thì sao ha? Vân thấy là cần thiết nhất, cái điều cần thiết nhất khi mình làm business này là để vượt ra khỏi vùng an toàn thì mình phải làm cái gì? Em thì em nghĩ rằng cái quan trọng nhất là cái mindset của mình đấy. Những cái lúc mà em làm em cũng sợ lắm, vì là thật sự là Facebook của em có khi một năm chắc chỉ được một hai lần em lên em share bài thôi, của người khác viết thôi, chứ em còn không viết cơ. Thế nên cái lúc mà em phải sâu lên, em bảo chị Đan Anh là em sợ lắm, em sợ em không biết có làm được không ấy. Nhưng mà mindset của mình thay đổi, mình phải hiểu rằng là mình không có đi bán hàng cho bạn bè người thân, mình đang chạy các cái campaign trên các social media thì rất là nhiều người lạ. Thế thì người ta không nhìn thấy mình, người ta không biết mình là ai, đồng nghiệp, bạn bè, rồi gia đình như thế nào, phong cách sống của mình, tính cách của mình có hợp với người ta hay không, thì đâu người ta có tin tưởng để làm với mình, đúng không ạ? Thế cái mindset em nó thay đổi thì em thấy rằng là cái đây là phục vụ cho công việc, và mình làm việc này với một sự nghiêm túc
Đó thì bắt đầu là em dần dần là cái mindset nó thay đổi rồi thì cái action của em nó cũng thay đổi, và em xuất hiện ít dần rồi nhiều lên nó thoải mái hơn. Vì là em đâu có chụp ảnh đâu, em có post hình được nhiều đâu, vì 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 trước đến nay em không có cái style là hay 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 có show off ở trên 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 mạng ấy. Nhưng mà sau đấy thì em cũng thay đổi và dần dần mình khám phá ra là ở cái góc này mình cũng chụp ảnh cũng được này, hay là mình thích chụp ảnh cái này cái kia đó, dần dần mình cũng show off và mình cũng 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 vượt ra khỏi những cái trở ngại ban đầu, cái rào cản ban đầu ấy. Đó chính là cái cảm giác đấy, cái cảm giác sợ người khác, cái cảm giác mà lo này lo kia ấy. Nhưng mà khi vượt ra rồi thì bây giờ em thấy nó rất là bình thường, ngay cả go live cũng thế. Trời ơi, cái ngày đầu tiên em cầm ngược cả cái máy cam cái quay luôn, em không biết bấm vào đâu là để mà go live luôn. Thế nhưng mà lần thứ hai lần thứ ba, mỗi một ngày gọi là cố gắng một chút thôi thì cái phiên bản của mình nó cũng đã tiến bộ, nó đã phát triển ở một cái level khác rồi. Cho nên là các bạn nào mà có cái lo ngại về cái việc là tôi sợ tôi không làm được ý, thì thực sự là cái mindset là cái quan trọng nhất, phải vượt qua và phải thay đổi từ cái mindset thì sẽ dẫn đến cái hành động và cái kết quả nó sẽ khác. Wow. Còn Trâm thì thấy sao, ý kiến của Lan Anh với Khánh Vân thì như thế nào? Dạ em rất là cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị luôn á. Là chị biết không, là khi mà em nói chuyện với rất là nhiều khách hàng tiềm năng á, thì hầu như là mọi người ai cũng nói là em ơi, chị rất là sợ xuất hiện, chị rất là sợ quay video. Thì thật ra mọi người ơi, không phải chỉ một mình mọi người sợ đâu, mà tụi em ở đây ai khi mà mới vào là cũng rất là sợ, ngay cả em, chị thấy em lanh vậy chứ em cũng ngại xuất hiện video lắm chị. Lúc trước á, chị biết không, là khi mà em grow up á, thì em rất là sợ nghe cái voice của mình khi mà được record lại á, tại vì em mình cái giọng miền Tây á, nó em nói mà em nghe nó chát chát sao á, thì lúc nào em cũng suy nghĩ trời ơi ghê quá. Xong chị biết không, khi mà em làm business này á, cái em tập từ từ rồi từ từ, xong bây giờ có rất là nhiều anh chị thương em á, vào nói là trời Trâm ơi chị thích nghe cái giọng của em nó nhẹ nhàng quá, thì em mới phát hiện ra wow, thì ra mình bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình lại phát hiện được một cái thế mạnh của mình hả chị, thì mình lại có một thêm một cái sở thích mới là mình muốn chia sẻ cái business này đến với mọi người, và mình muốn thực sự là mang cái giá trị đến với mọi người. Thì em cảm thấy đây là một cái sự đi ra khỏi một cái vùng an toàn không quá khó, mà lại cho mình một cái reward rất là lớn. Đối với em nghĩ là như vậy. Ok, chia sẻ của ba bạn nó rất là có giá trị. Thì mình thấy là quan điểm riêng của mình đó, thì mình thấy là có hai cái chính: một, bạn đang ở trong vùng an toàn mà bạn thấy bạn thực sự bạn hạnh phúc, bạn happy, bạn vui vẻ, bạn thấy ok là đủ, thì nó cũng là một điều rất là tốt. Tuy nhiên cũng có một trường hợp thứ hai, vùng an toàn đôi khi lại là chính là cái vùng bế tắc của mình. Đúng. Toàn đôi khi mình không có nhận ra, vì do là mình đang nghĩ nó an toàn mà. Nhưng mà ví dụ có những người họ làm việc ở một cái công ty nhà nước nào đó 30 năm 40 năm, họ thấy đó, họ thấy họ muốn đột phá cái gì đó, nhưng mà họ cũng không biết là cái gì. Cái cuối cùng khi mà họ nhận ra là ok, chính cái này là điểm tắc của mình này, thì cuối cùng lúc đó là cũng đã muộn rồi, vì đã lớn tuổi hay cái gì đó. Thì mình nghĩ nếu các bạn đang thực sự mà muốn làm cái điều gì đó cho bản thân mình lớn hơn, vượt ra khỏi những cái nhàm chán hàng ngày, thì các bạn có thể join cái business này, có thể là contact với một trong những người đang nói chuyện với các bạn ở đây, để các bạn có thể tìm hiểu thêm là thực sự nó cái business này nó tốt như thế nào, nó giúp các bạn thay đổi bản thân như thế nào và build một cái tương lai tốt hơn như thế nào. Và cảm ơn ba khách mời đã đến đây nói chuyện rất là hay, mình chia sẻ rất là bổ ích, và mình hy vọng là trong tương lai mình sẽ có nhiều thêm nhiều cái talk show nhỏ nhỏ như thế này để có thể chia sẻ những giá trị đến với cộng đồng. Mình xin chào. Vâng, em cảm ơn chị. Chào mọi người. Chào Chúc mọi chị ạ, người có mọi một người nha. tuần vui vẻ nha. Bye.